Rồi, xin chào các bạn nha. Giới thiệu về các bạn, đây là Nam Đại Bàng hay là Nam Chim Sẻ. Hôm trước giới thiệu đấy, trong series khởi nghiệp bán vịt thì đây là nhân vật chính. Chào nhau cái đi em ơi. Gì nhân vật chính? Nhân vật chính là chịu trách nhiệm đứng bán nha. Nhưng mà mấy hôm nay đi tìm nhà vẫn chưa ăn thua. Ở đây hơi ồn nhưng mà nói chung là đứng vỉa hè khó tìm. Bây giờ lên quận quản lý rất ác. Ui, cái bật máu à. Đây đang nói là cái khu vực mà từ kiểu trôi về phùng thì nó lại đơn giản, mình dễ được cái vị trí đứng. Thế nhưng mà về tiềm năng, về về đứng có bán hay không, có khách hay không, nhưng mà nếu làm ấy anh thấy nhá, ở chỗ điện máy Long Xuyên này, buổi chiều ngay đây này, buổi chiều có 3 người đứng bán nhá. Thế nhưng mà mỗi người phải bán được mấy chục con ấy, 30 con không phải đùa đâu. Người ta bán lâu rồi. Đây điện làng đây. Cổng làng đâu thôi. Vẫn bán ai mà hết. Giỏi nhỉ. Bánh mì vẫn hết. Nhận giỏi. Ngày trước là 6 hàng thôi. Ừ. Rồi nghỉ. Hai nhà nó nghỉ rồi, giờ còn 4 nhà. Mà anh thấy cạnh tranh gớm chứ, 3 hàng vịt đứng cách nhau có 10 mét. Em thì ăn nhà đông nhất ở Long Xuyên. Bà bảo cái quả thịt của chị này cứ đến khoảng 9 giờ 10 giờ. Quả thịt cái ba ba. Chưa kể bánh mì trứng hay cả xôi. Sáng nay thì vừa mới liên hệ được một mối để kiếm chỗ. Yeah. Bây giờ đang là buổi trưa rồi, anh em ngồi uống nước ở đây tí, chiều bắt đầu liên hệ xem có ăn thua gì không. Mình tính ra là nếu mà không có chỗ mà đứng vỉa hè mà mở quán thì chi phí đầu tư cao lắm, tính sơ sơ nó phải tầm 130-140 triệu. Đấy là mới khởi đầu, nên là tính bàn ghế các thứ là sắm mới ngon lành hết, chứ không phải là dùng cái ba ghế nhựa với cái bàn bọc tôn bình thường. Nhưng mà đã làm thì phải ngon lành. Tốt nhất là anh em cứ bán đầu tư theo kiểu nếu mà làm đứng vỉa hè trước cho nó ngon lành. Anh thấy nếu mà như cái bàn mà anh bảo 2 triệu mấy đấy. Ừ. 2 triệu tư một bộ là có 6 ghế với cả một bàn khung bằng sắt bằng ấy. Khung sắt đúng không? Ờ. Còn mặt thì bằng gỗ nhìn đẹp hết cái đấy mà. 2 triệu tư bộ. Nếu mà làm người thì mình có thể, em có thể làm được rẻ hơn. Chưa một cả, đấy là chưa một cả. Thế là mình lấy nhiều thì ấy, nhưng mà nó đăng giá tầm đấy thì mình mua được chắc 2 triệu mấy, rẻ hơn. Nhưng mà chất nhìn chất phết đấy. Mấy cái kho gỗ lớn chỗ nào em chả biết. Ví dụ là mình có thể cắt mất phí thì mình đến lấy ạ. Đương nhiên là như này, đương nhiên là mình lên một cái list như thế là mình xác định mua để những cái sản phẩm nó cái gọi là cái yêu cầu ở trong đầu mình. Còn đến lúc mình mua thật, mình mà mua được cái giá gọi rẻ hơn thì có phải là ấy không, miễn làm sao mà cái chất lượng nó vẫn đạt. Giới thiệu với các bạn là Nam Đao Phủ này là trước đã từng làm quán vịt ở dưới Vân Đình và rất có kinh nghiệm nướng vịt, cho nên là anh em bây giờ tự tin lắm, mỗi tội là chỗ chưa có. Trước nướng vịt lâu không em? Bao lâu? Hơn 3 năm rồi, đợt em phải hơn 3 năm. Ôi, thế thì thành thạo quá, kỹ thuật quá nhỉ. Nói chung là bên mình thì không lo về ấy rồi, không lo về khâu chất lượng sản phẩm rồi, đảm bảo. Đã
hạt chất lượng chỉ có tốt trở lên đến cao cấp. Ngồi ăn cà phê dựa và vụt bàn luôn đấy. Không phải say vì rượu. Nhưng mà bây giờ tự tin mỗi thế thôi, nhưng tiền đấy có. Tiền có. Tiền không có mà làm quả nhà hàng thì hơi căng nhỉ. Anh em cứ khởi đầu như kia đã, cho nó yên tâm. Gì chứ làm yên tâm ok, làm mà kiểu cứ lo mệt lắm. Lúc khó giải quyết. Chủ nhà đòi tiền nhà lúc ấy gay. Sang lấy vịt này mà ăn lần mẹ. Chưa lần. Kia là cầu Diễn. Đấy. Đây là vị trí đáng mơ ước. Vỉa hè rất rộng, đường nhiều qua lại. Bên kia là cái chợ cầu Diễn kìa. Bên kia là chợ cầu Diễn. Đấy, chợ cầu Diễn. Tòa nhà Intercom Bắc Từ Liêm. Đây, cái vị trí này là mình rất thích nhận. Vỉa hè rộng, khách mà có đỗ vào mua thì nó không bị tắc ấy. Đấy, rất là khoái. Thế nhưng mà không biết là có được đứng ở đây không. Ở đây có một xe bánh mì. Đấy. Đối diện karaoke Trống Đồng nha. Có một cái xe bánh mì nhưng mà sợ là bánh mì này là họ vừa bán vừa chạy. Còn mình bán cái gì thì không chạy được à. Mình đã về nhà đây rồi nhá. Mấy hôm vừa rồi thì cũng không triển khai được nhiều lắm. Tại vì nó đang mắc ở cái chỗ mà địa điểm. Thế nhưng mà mình đã hẹn được một cuộc hẹn rồi, là khả năng là ổn. Mặt đường thì đương nhiên là không được rồi. Nhưng mà mình sẽ tìm những cái như kiểu là ngõ ngõ nào đấy, mình đứng gọn gọn vào ấy, thì chắc là ok. Coi như là cái vấn đề địa điểm thì mình chỉ đi gặp. Nói chung là cái này thì mình không quay à, là khả năng là sẽ có. Còn mấy hôm nay thì mình đang bận quá, tại vì Olympic Việt Nam đấu ở ASEAN ấy, lại thắng vào vòng 1/8, thắng trận tứ kết. Đấy, bây giờ đang là bán kết gặp Hàn Quốc rồi. Nên là hôm qua hôm nay là vẫn đang đi bão, đi chơi phê. Nên là chưa làm được cái tiếp theo. Với cả vì Việt Nam mà thắng ấy, là cái kho áo cờ của mình bán nó quính lên. Cho nên là vẫn chưa triển khai được cái này tiếp. Hôm nay bắt đầu là trưa nay này. Hôm nay là 29 tháng 8 rồi. 29 tháng 8 là Việt Nam đấu với Hàn Quốc. Buổi trưa nay mình đi gặp một tí, hôm chiều về xem bóng đá nhá. Tạm thời thì đã nhá. Chào các bạn.